Hoặc là xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh 2NT Channel. Và hôm nay 2NT sẽ ra một cái video về một cái tựa game rất là hấp dẫn và nhiều bạn đang yêu thích chào đón nó, đó chính là Dragon City. Và hôm nay rất là đặc biệt luôn các bạn à. Hiện tại anh em nào đang xem video thì đều đã thấy được 100% nhận game khi xem quảng cáo nha. Anh em nào có kẹt game thì cứ việc xem quảng cáo mời kiếm cơm nha mọi người. Mọi người ơi, đây, còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi thu hoạch đó, kiếm ít điểm để chơi event. Ở đây đang có một cái event vô cùng nóng bỏng và hấp dẫn. Đâu rồi, hôm nay chúng ta sẽ đưa một cái con đẳng cấp là L về tem. Lần này là không thèm mê đến những cái con mấy cái con đó nữa. Bây giờ mình chơi thẳng tới cái con đây. Chơi thẳng tới hàng VIP luôn, mình rất là khoái con này. Còn có 28 điểm, thiếu nhiều dữ vậy man. Để tiếp tục đi thu hoạch chứ biết sao giờ. Còn có ngày mấy mà anh ta không chắc đó là sẽ sở hữu được em ấy nữa. Nhưng mà tới đâu thì hay tới đó. Chúng ta sẽ cùng nhau xem tới giây phút cuối cùng là mình lấy được hay không. Mà nếu căng quá nạp vô ít thì nó cũng ok thôi. Nhưng mà không phải nạp vô quá nhiều các bạn. Nếu mà nạp vô quá nhiều thì cay lắm. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái chương trình. Ô, 200 mấy rồi nè, được thêm bước đi nữa. Nhẹ nhàng thôi, chúng ta không có cái gì mà. Đây, hai anh ta rất là khoái con này luôn nè. Nó có một cái màu tím, gọi là màu tím tượng trưng cho tình yêu. Wow. Cho em xem nhan sắc của chú ấy các anh ơi. Một bước nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bước vào cái khu vực vô cùng là gây cấn. Ở tập này thì mình sẽ làm với em rồng gì đây? Ok, hôm nay thì anh ta sẽ làm video về một cái em rồng. Wow. Con này là hệ cây và một cái hệ khá là đặc biệt. Đó, đẳng cấp chỉ là VR thôi nhưng mà đừng coi thường chú ấy nha. Chú ấy không phải là dạng vừa đâu. Anh ta sẽ nâng cho nó lên một cái tầm cao mới nha các bạn. VR Rest có nghĩa là màu đỏ. Mình nhớ mang máng là vậy. Rest Wolf. Hắn ta sẽ cho nó lên tầm level 10. Level 7 là nó biến hình bự rồi nè. Wow, quá là đẹp luôn. Rồi chúng ta sẽ cho nó lên tầm level 15 nha các bạn. 14, 15. Ten 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 ten. Wow, và hắn ta để xem cái chữ này dịch ra đó là gỗ đỏ. Ok, rồng gỗ đỏ các bạn. Mình sẽ đổi tên cho nó là rồng gỗ đỏ. Rồi, mang cái bé rồng gỗ đỏ này mình sẽ đi chiến đấu cho các bạn xem. Review, hôm nay chúng ta sẽ review về bé rồng gỗ đỏ. Tốn 6 viên game luôn để ra một cái tập video cho các bạn xem. Thì tiếc gì 6 viên game chứ hả. Rồi, bây giờ thì bé này level 15. Wow, đứng hình cái kênh nè. Có một cái con bướm đang đậu trên cành cây. Đó, chú ấy là cành cây luôn. Action. Wow, ông đẹo bụng bự. Anh bạn Ruby Boy và kể cả thân đen. Và các bạn ơi, ai mà chưa đăng ký kênh HNT Channel thì hãy cho HNT một subscribe nha. Nhớ đăng ký kênh và mở thông báo hình cái chuông cái bên nút đăng ký lên. Để HNT ra video thì mọi người sẽ nhận được thông báo và vào chơi HNT cho vui. Oh my god, mém lá thỏ. Thấy ghê không? Mà không sao các bạn. Mình cũng chơi khô máu với con này luôn, mình sợ nó quá cơ. Mình sợ nó quá cơ. 45k máu giờ ra đi một mình anh thánh quả đủ sức cân hai em. Wow, và bây giờ là tới ông đẹo bụng bự. Ông đẹo thì phải cho robot quỷ diệt ra. Mình lúc nãy cũng run run rồi nhưng mà mình thấy là mình còn có con robot cho nên mình cương luôn. Ghen mau. Một đầu chim vừa được xuất hiện. Anh bạn gỗ đỏ của chúng ta khá là ngầu. Robot quỷ diệt đang lao ra và anh ấy xài được cái gì đây? Cánh quạt xoay tròn, tuyệt chiêu bất bại. Nhận những món quà nè. Và bây giờ đấu với một anh bạn level 59. Chúng ta sẽ cùng nhau chào đón ba thành viên
Ồ, y như Son Goku, anh ấy xài tuyệt chiêu khí công các bạn ạ. Và lần này hiệu ứng đặc biệt đến từ anh này đó là hệ ứng là nước các bạn. Wow, xung quanh người có những cái bọt nước bay tung tóe. Wow, bây giờ đến cái em rồng lửa level 40 luôn. Ôi trời ơi, nhìn con này đẹp quá cơ. Còn 10k máu và hắn ta sẽ cho cái con rồng mới của mình nha. Rồng gỗ đỏ, để xem gỗ đỏ của chúng ta làm được điều gì. 3.500. À, chỗ này là mang tính chất ra là biểu diễn cũng như là review về nhan sắc. Nhan sắc con này thì mình nhìn cũng nó không có đẹp cho lắm. Wow, nó không có màu mè qua lá hẹ, nó có một cái màu là màu đất, màu tự nhiên, khá là chìm, không có nổi bật cho lắm. Wow, level 40, em mạnh quá cơ. Oh yeah. À, victory. Hai trận chúng ta đã có một cái màn biểu diễn win liên tiếp. Bây giờ đến trận thứ 3. À, xem cái này các bạn sẽ rất là hào hứng luôn, vì Hante Win không để thua. Không thể để thua tên bạn được. Lão già râu dài này thì chắc còn hai hit mình đó. À, còn có 1.300 đúng không nè. Chuẩn men luôn. Và thanh hỏa của chúng ta hiện tại lượng máu còn 54. Chào đón anh bạn Ngu Ma Dương, Made in Việt Nam. Made in Việt Nam. Wow, rất là khoái những thành viên người Việt Nam. Vì sao? Vì chơi game mà gặp người Việt cũng rất là vui. Gì đây? TV Thổ Địa TV. TV là gì? Vũng Tàu hả? Mình đoán là vậy, Thổ Địa Vũng Tàu. Wow, vẫn còn. Anh ấy quá lầy các bạn. Và đây sẽ là sự biểu diễn tiết mục vô cùng ghê gớm đến từ rồng gỗ đỏ. Một con rồng mà yếu siêu luôn. Tuyệt chiêu xuất hiện đã hạ gục được bé Heroic luôn. Rất là đẳng cấp. Tập này không là tốn 6 viên game, tí mình vô mình xem quảng cáo kiếm lại ít mới được. Wow, bây giờ chúng ta vô chiến đấu để kiếm ít vàng nha các bạn. Chỗ này vàng bạc đồ, đá quý đồ khan hiếm quá. VR. Ok, cái bé gỗ đỏ đây rồi. Action. Wow, cô dâu đâu đây? Trời ơi, cuối tuần này đi đám cưới rồi mà bây giờ gặp cô dâu rồi. Có phải hem đây? Đám cưới ở ngoài, còn này là đám cưới ở đây gì, rồng hả? Thôi ôi, nó cầm hoa mà nó chọi. Hoa người ta là để nâng niu, chứ hoa không phải là để chọi nghe chưa. Ok. Bốc hơi cô nàng liền. Cái tội rồi là không biết thương hoa tiếc ngọc. Đây, và bây giờ đến với ông đẹp bụng bự. À, vác cái bụng để trình hình ra cho người ta thấy sợ chơi vậy đó. À, và các bạn ơi, ai mà chưa đăng ký kênh Hante Channel thì nhớ cho một subscribe nha. Và hãy bấm vào cái nút cái chuông để Hante ra video thì mọi người sẽ nhận được thông báo và vào chơi với Hante cho vui. Wow, và đừng quên like ủng hộ mình với. Ok, còn bây giờ thì sao nè. Ăn được trận rồi. Giác sát trốn. Đây, em chui vô arena múa lửa xem. Wow, 35 luôn, nhện mấy cái con mà. Gọi là ai mà hổ báo thì cứ cho người ta hổ báo đi. Mình á là cứ tèn tèn núp núp đi. Wow, Zondi, anh bạn level 34. Nhìn thân hình vô cùng là hấp dẫn. Và bây giờ đến với anh bạn robot quỷ diệt với tuyệt chiêu được luyện mát nóc nhà. Lost, ok. À, level 32 nhìn cũng khá là đẹp trai. Wow, theo mình nghĩ con này có tốc độ di chuyển khoảng rất là nhanh luôn, 1000 km/h trên 1 giờ. Nhìn cái thân hình của nó là chạy cực kỳ bén ngót luôn. Sau vì bé này hệ hệ điện và có 4 chiêu. Nhìn Hante có làm một cái tập video về chú này rồi, nhìn cũng khá là đẹp. Hiệu ứng đó chính là phát ra luôn âm thanh cực khủng để gây sát thương và dường như chết rồi các bạn ơi, Hante quên mất. Cái con anh đại của mình không để nó chết. Mà mình là mình lo chú ý chém gió dữ quá để nhỏ chết ngắt rồi.
Oh my god. Bây giờ mình đập cái rương ra trước đi, chị về tính sau nè. Wow, 20. Wow, 35 mảnh L các bạn à. Hôm nay là một cái ngày cực kỳ may mắn đối với HNT luôn. Mở ra một phát được 35 mảnh, 20 mảnh con trâu mập rồi. Ở cái trong sừng trâu tê giác rồi. Quá đỉnh, quá đỉnh. À, và video đến đây thì cũng đã khá là dài rồi. HNT xin gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.